Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác hai mẫu sản phẩm. Thứ nhất là làm từ chất liệu đồng vàng và thứ hai là làm từ chất liệu từ đồng cát tốt. Thì đồng cát tốt thì giá thành luôn luôn cao hơn đồng vàng đúng không ạ? Vì thế em đã đưa ra cho các bác hai sự lựa chọn để các bác có thể mua được những bộ đỉnh thờ làm sao cho phù hợp với túi tiền của mình nhất. Và bộ đỉnh đồ thờ làm từ chất liệu đồng vàng thì giá hiện tại đang có giá là rất là bình dân và nhiều bác cũng có thể mua được. Và bộ đỉnh thờ bằng đồng cát tốt thì thông thường những bác mà thích chơi đồ đồng và thích cái sự gọi là thủ công đấy, thì các bác nên mua những cái bộ đỉnh thờ bằng đồng cát tốt. Thì hôm nay em sẽ quay rõ cho các bác biết được và để cho các bác có thể mua được cái sản phẩm mà ưng ý nhất và phù hợp với túi tiền của mình nhất. Đầu tiên thì các bác đã thấy rồi, đây là một bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng vàng, là ngũ sự 60 và nó nặng khoảng tầm là 29 kg. Đây các bác thấy ạ, làm từ chất liệu đồng vàng nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chí cho các bác và vừa bền vừa đẹp, là giá thành nó phải chăng. Và cái mẫu mã sản phẩm của em đây là một trong những mẫu mới nhất hiện nay. Và vì sao em nói là mẫu mới nhất hiện nay ạ? Mẫu mới nhất hiện nay là thông thường những bộ đỉnh thờ, cái công nghệ hun màu sẽ giảm tải đi rất là nhiều. Bây giờ thông thường sẽ để màu mộc nguyên bản, màu của chất liệu đồng luôn các bác ạ. Đây là màu vàng mộc nguyên bản. Và các bác đang nhìn cái bộ này, sản phẩm này ở trên thị trường đang bán rất là nhiều và các bác đang nhầm lẫn là đây là bộ đỉnh thờ bằng đồng cát tốt đúng không ạ? Chắc chắn bộ này là chỉ là vàng mộc thôi, không phải là đồng cát tốt các bác nhé. Đấy, các bác cứ xem tổng quát đi, vì tại là rất nhiều bên họ bảo đây là một bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng cát tốt đúng không ạ? Nhưng mà đối với xưởng nhà em đây là chỉ bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng vàng thôi các bác ạ. Nếu mà bộ ngũ sự 60 mà nặng 29 cho đến 30 cân chỉ là bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng vàng đấy, mà để làm màu vàng mộc nguyên bản, được chưa? Các bác đã thấy rõ cái bộ vàng mộc chưa? Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác biết cái bộ đỉnh thờ mà đồng cát tốt mà các bác đang săn đón rất là nhiều và các bác đã tham khảo rất là nhiều mà chưa biết được là cơ sở nào hay là xưởng nào có sự uy tín và bán những cái bộ đỉnh thờ chuẩn chất liệu nhất. Và cái bộ đỉnh thờ cát tốt nó hình dáng hay là chất liệu nó ra sao thì chắc chắn các bác vẫn chưa biết được không ạ? Đây là một bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng cát tốt, đồng vỏ đạn quân sự. Nó cũng là ngũ sự cao 60, cao bằng cái bộ vàng mộc kia. Nhưng mà cân nặng của bộ đỉnh thờ này thì em muốn nói cho các bác biết là nó nặng khoảng tầm 37 kg. Thì nó chênh lệch so với bộ vàng mộc là 7-8 cân. Đấy các bác thấy chưa? Và tất nhiên bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng cát tốt rồi thì nó sẽ được khắc chạm hoàn toàn bằng tay. Các bác biết chưa? Là làm hoàn toàn bằng tay. Và vì sao mà khắc chạm hoàn toàn bằng tay? Mà vì để các bác có thể mà biết được khắc chạm như thế nào thì em sẽ có minh chứng cụ thể cho các bác thấy. Đầu tiên em sẽ so sánh cho các bác là hai cái chân nến đi, được chưa các bác? Đây các bác thấy họa tiết làm từ chất liệu đồng vàng này, thông thường là những họa tiết là được khắc chạm nổi đúng không ạ? Đây là cái bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng vàng là khắc chạm họa tiết nổi. Thông thường khi mà các bác gặp trên mạng thì trên thị trường thì họ sẽ để là một cái nến trơn, họ sẽ không khắc chạm gì cả đúng không ạ? Còn riêng cái đồng cát tốt này các bác này, riêng cái đồng cát tốt này đã là đồng cát tốt thì thông thường sẽ được khắc chạm những họa tiết hoa văn chìm như thế này. Và các bác thấy ở dưới cái phần đĩa nến đây cũng sẽ được khắc chạm họa tiết rồng phượng. Đấy, và sẽ không để trơn nữa các bác nhá. Đấy, các bác nào yêu cầu để trơn mới làm trơn thôi, còn thông thường là sẽ không làm trơn đâu. Và cái điểm quan trọng nữa thì các bác thấy hai bông hoa sen này, bông hoa sen làm từ chất liệu đồng vàng này với lại bông hoa sen từ chất liệu đồng cát tốt này, nó có sự chênh lệch khá là nhiều luôn, các bác thấy rõ không ạ? Đấy, các bác thấy rõ chưa? Đấy, nên các bác lưu ý nha, đồng cát tốt là sẽ làm những bông hoa sen khác nha, còn đồng vàng là nó sẽ làm cái bông hoa sen khác. Đấy, hai bông hoa sen đến là có sự khác biệt rồi. Đấy, được chưa? Tiếp theo này, đây cho các bác xem hai con hạc đi, hai con hạc của chất liệu của bộ đồng cát tốt và đồng vàng, nó nhìn một trời một vực luôn các bác. Đấy, đây là đồng vàng, các bác thấy đây là đồng vàng đúng không ạ? Đấy, họa tiết đồng vàng đây, các bác thấy chưa? Còn đây là họa tiết của đồng cát tốt, các bác thấy này, các đường nét được khắc chạm hoàn toàn bằng tay này, được chưa?
Đấy, em chỉ nói rõ cho bác để các bác có thể thấy nhận dạng ngược và định hình được đồng nào là đồng bắt tốt, còn đồng nào là đồng vàng. Vì tại là trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều tràn lan những bộ định thừa bằng đồng cắt tốt. Và em cũng muốn nói rằng là đồng cắt tốt là thông thường là nó sẽ nặng khoảng tầm 37 cân trên một bộ ngũ sự 60. Và cái thời gian làm của bộ định thừa đồng cắt tốt làm từ trên 20 ngày cho đến 45 ngày có thể xong được một bộ. Còn riêng đồng vàng thì làm trong vòng 1 tuần mà có thể hoàn thành xong một bộ. Hàng thủ công sẽ khác hàng với sử dụng máy móc. Đấy, nói về đánh giá về cái chất lượng đồng thì chất lượng đồng vàng thì nó cũng đã mang được tiêu chí bền để đẹp cho các bác rồi, và giá cả nó sẽ là bình dân. Còn nếu mà các bác muốn cao cấp hơn, muốn sưu tầm những bộ định thờ mà nó sáng bóng đẹp và thủ công hơn thì các bác nên lựa chọn bộ ngũ sự 60 bằng đồng cắt tốt này. Và các bác nên lưu ý nhá, khi các bác chưa có kinh nghiệm khi mua đồ thờ thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0836173950 để được em tư vấn kỹ hơn về tất cả những bộ định thờ, làm sao cho mình bỏ cái túi tiền của mình ra mình mua được cái sản phẩm mà ưng ý nhất, phù hợp nhất. Đấy, các bác tránh cái tình trạng là ham những cái đồ đồng giá rẻ, nó sẽ làm ảnh hưởng tới việc thờ cúng sau này. Đấy, đây trong video này hôm nay thì em cũng đã quay cho các bác xem rồi hai cái bộ, một bộ đồng vàng và một bộ đồng cắt tốt, nên các bác có chút kinh nghiệm khi các bác mua đồ đồng rồi đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.